chào anh chị, em là Trung Nguyễn đây. Thì đầu năm thì nhiều việc cũng hơi lu bu một xíu. Hôm qua mới khai trương vừa xong, anh khách anh chốt chiếc SH lên đời. Con này là lên hai đĩa luôn, ở Biên Hòa Đồng Nai. Khách đặt cọc rồi, đặt cọc cũng một số tiền cơ bản rồi, giờ thì đi giao anh chị, giao nhận ở dưới thành phố Biên Hòa. Giờ đang trên Phạm Văn Đồng rồi. Thì em sẽ quay cái xe nó sau cho anh chị coi, tới nơi em quay cho anh chị xem. Dạ. Vô nhà. Dạ, chắn gió mình tháo ra được bình thường anh. Dạ. Cái này tháo dễ không ta? Dạ dễ anh. Anh ra tiệm xe máy người ta tháo được hết. À. Dạ. Tháo ra. Mình gỡ hai góc này ra. Gỡ cái kiến ra, gỡ hai góc này ra là trong nó có một cái vít ba ke là mình mở ra thôi. Dạ. Dạ. Rồi. Anh ngồi uống nước đi, uống nước ok. À, dạ rồi. Thôi, nói đi nè. Ảo nó vô coi. Dạ. Yeah. Chung có gì đâu anh, có gì có vấn đề gì thì cứ anh cứ nhắn qua. Trời, dạ. Con lớp 12 mua cho anh chiếc. Dạ. Nay lớp 11 rồi. Dạ. Để đi mấy xe này cũng bằng lái giữ hư xe đó. Quý anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe shnhap.com. Quý anh chị cứ Google và gõ xe shnhap.com viết liền không dấu nha quý anh chị. Sẽ ra trang web xe ở đây và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nhé. Thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Tất cả mọi loại xe, xe SH, xe 50, xe Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua quý anh chị nhé. Xe máy điện, xe đạp điện cũ đã qua sử dụng em cũng thu mua hết anh chị nhé. Anh chị nào nhà có xe đạp điện này, xe máy điện này, nhà họ dư xài không có sử dụng nữa thì alo em đến tận nhà thu mua luôn anh chị nhé. Quý anh chị ở các vùng lân cận Giang, Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Quý anh chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570189 quý anh chị nhé.